Một phiên đáo hạn phái sinh không mấy tốt đẹp của VN-Index khi thị trường ta có một cái nhịp giảm đâu đó khoảng 9 điểm, gần 10 điểm. Mặc dù hôm nay có sức bứt tốc rất mạnh của SI nhưng mà cả ngày thị trường ta vẫn có yếu tố giảm điểm từ sáng đến chiều về mặt chỉ số. Tuy nhiên là cái yếu tố vận động của các cổ phiếu cũng như là cái yếu tố vận động của thị trường, đặc biệt là sau khi thị trường ta tiếp nhận tin tức về cái việc là công ty chứng khoán sẽ hạ tỷ lệ margin của một số mã cổ phiếu thì nó sẽ ảnh hưởng lên VN-Index của chúng ta như thế nào. Mặc dù hôm nay năm đánh giá có thể hôm nay thị trường ta gặp một số cái yếu tố biên con ngắn hạn, nhưng mà liệu thị trường ta đã gãy hay chưa và cơ hội nào cho anh chị nhà đầu tư trong những sắp tới và thị trường này có đáng lo lắng hay không thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta bán ròng 177 tỷ, tự doanh thì chưa biết giao dịch thế nào. Thế thì đối với những cái vận động này anh chị cần phải lưu ý những vấn đề gì đối với VN-Index thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì ta sẽ thấy thị trường ta hôm nay có một yếu tố rung lắc rất lớn, thanh khoản là cái yếu tố nhảy vọt lên lên trên lại tỷ cổ phiếu. Đây là một trong những cái tín hiệu tích cực đối với cái yếu tố ngắn hạn của thị trường, bởi vì dòng tiền ở trong giai đoạn này mà hôm nay nó nổ lên cho thấy là thị trường chúng ta nó vẫn thu hút được cái lượng cung cầu giao dịch quanh những cái thời điểm như thế này, cho thấy sức nóng của thị trường nó vẫn còn cao. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là anh chị thấy hôm nay nỗ lực rất là mạnh của SSI khi mà nó có yếu tố tăng gần trần với thanh khoản có yếu tố vượt trội. Sau khi anh chị thấy nó có một cái form đúng không, anh chị thấy nó đi lên là ngang này, đi lên này rũ bỏ, đặc biệt là xuất hiện cái tín hiệu đỡ cung quanh những cái vùng giá lớn như thế này, vùng giá cao này, khối lực to này, thì hôm nay có phiên break cao. Break cao này em đánh giá hôm nay đúng ra nó phải break cao thành công, nhưng mà bởi vì gặp yếu tố áp lực chung làm cho cổ phiếu gặp bị bán, dẫn đến cái việc là 60 triệu cổ phiếu sang tay quanh cái vùng giá 30 là tương đối nhiều, và tạo ra một cái phiên thanh khoản nó vượt trội của SSI. Chưa biết là kết thúc chu kỳ hay mà bắt đầu chu kỳ, mà quan điểm mình trước mắt thì chút nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nhận một số cái yếu tố chung của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nói chung là mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình trước, rồi sau đó anh em sẽ nói về các hành động của mình trong ngày hôm nay và tiếp đến là liệu thị trường ta có ok không. Thì đầu tiên anh chị thấy thị trường ta nhìn chung là vẫn chưa vượt được qua cái mốc ngày 250. Bởi vì trong cái ngày đáo hạn phái sinh thì anh chị thấy là trong suốt giai đoạn vừa qua tổ chức người ta cầm long thì anh chị đánh cổ phiếu, một ta hòa, hai là chúng ta có lời, ba là kể cả chúng ta mua chúng cái mã lỗ thì cái mã lời của chúng ta nó sẽ cover được cái phần lỗ đó. Nói chung là nếu anh chị ta đánh tốt thì biên lợi nhuận sẽ ok, anh chị đánh không tốt thì năm nghỉ nó chưa phải đến cái đoạn mà cổ phiếu gặp quá nhiều cái yếu tố áp lực. Đặc biệt là có một số mã cổ phiếu thì nhìn chung là có một số mã nó bị gãy, nhưng mà đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó vẫn giữ được cái xu hướng, cũng như là cái yếu tố điều chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu nó không phải là cái yếu tố vấn đề, chúng ta cần phải lưu ý một số cái điểm như thế. Cái thứ hai là anh chị thấy là thị trường ta có một phiên đóng cửa thấp nhất phiên, giảm khoảng 0,8% nhưng mà thanh khoản là trên tỷ cổ phiếu. Đây là một trong những cái tín hiệu đánh giá tích cực chít là trong ngắn hạn, đó là cái anh chị chúng ta lưu ý. Cái thứ ba là lúc này anh chị thấy là những cái thông tin về carry xảy ra thì làm cho những cái mã cổ phiếu chứng khoán có yếu tố bứt tốc và tăng lên rất mạnh, nhưng mà hôm nay chung quy thì nó thu hút rất nhiều SSI. Thì hôm trước em có nói với anh chị nhà đầu tư, nếu anh chị nhà đầu tư coi kỹ thì ngày thứ hai tuần trước em có nói với anh chị nhà đầu tư bên mình bắt SSI vùng giá 28 và mình tham minh ngày thứ tư và ngày thứ năm nó sẽ nổ. Tại sao bắt SSI mà không phải các cổ phiếu khác? Bởi vì là con này nó có một dòng tiền đỡ rất rõ nét. Anh chị có thể coi khuyến nghị của mình là về hôm trước mình có nói một số anh chị nhà đầu tư sao chúng ta chỉ bắt SSI thôi anh chị nè. Thứ hai này, ngày 13 tháng 8 mình chỉ bắt vào SSI thôi. À, ngày 14 tháng 8 chỉ bắt vào một con SSI thôi, không bắt vào những mã khác, và mình cứ có giá này thì mình cứ chủ động mua. Mình dự kiến là thứ tư này cổ phiếu sẽ có một cái biên T+ và nó nổ vào ngày thứ năm, nó tham bên sai một T, nhưng mà mình chỉ bắt SSI. Lý do duy nhất là cái volume khi nó lủng cái vùng giá 28 volume mới đỡ tốt. Đó là tín hiệu của cái việc là những nhà đầu tư chán nản bán ra và có một cái lực đỡ người ta lao vào để người ta đánh cái vòng sau. Thì chỉ ít khi anh chị bắt những cái điểm như thế này nè, một là cổ phiếu sẽ test đỉnh, hai là nó sẽ vượt đỉnh. Đó là cái yếu tố chúng ta cần phải lưu ý, tức là bắt những cái điểm nó an toàn. Tức là mình bắt cây này đầu phiên vào bắt luôn nè. Hàng T3 về là chúng ta có một cái biên lợi nhuận được khoảng 2 giá đối với cổ phiếu SSI. Và hôm nay nó cũng là cái tâm điểm chính của thị trường ở thời điểm hiện tại. Đúng không? Mặc dù chúng ta thấy VND, mặc dù xung lực của nó cũng khá tốt nhưng mà nó không thể nào thu hút bằng SSI được, vì thanh khoản SSI hôm nay rất là ok. Vì thế là đối với quan điểm mình thì thị trường của chúng ta trong một cái nhịp mà đáo hạn phái sinh và với một cái thanh khoản rất là lớn như ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ nói lên cho anh chị nhà đầu tư vấn đề gì. Thứ nhất là rất nhiều anh chị nhà đầu tư hỏi là thị trường ta liệu kết thúc hay chưa. Thì quan điểm mình nha, quan điểm cá nhân, thứ nhất là thị trường ta chưa kết thúc đâu, nó vẫn đang ok, vì rất nhiều mã cổ phiếu nó vẫn có yếu tố điều chỉnh ngắn hạn, volume thấp chưa phải là cái yếu tố vấn đề. Cái thứ hai là thị trường chúng ta còn diễn biến được bao lâu. Thế là quan điểm là thị trường chúng ta sẽ vẫn loanh quanh cái vùng này đâu đó khoảng cỡ còn một tuần nữa, có thể là tuần sau thị trường chúng ta mới bắt đầu bước vào một cái trong những cái nhịp điều chỉnh lớn. Còn trước mắt thì những anh chị nhà đầu tư cầm cổ phiếu và chúng ta giao dịch cổ phiếu với thị trường ở thời điểm hiện tại nó vẫn không sẽ ok trong ngắn hạn. Cái thứ ba nữa là đối với một số cái điểm mua mà anh chị chúng ta lỡ có yếu tố đu hoặc là lỗ ngắn trong ngắn hạn, nó chưa phải là cái yếu tố vấn đề, vì nãy giờ mình soi qua một lượt tất cả các mã cổ phiếu thị trường mọi thứ nó vẫn đang tốt và chưa có yếu tố gì đó quá xấu.
Cái thứ năm là chúng ta cần phải lưu ý là đối với cái thị trường này nó phù hợp cho ai. Thứ nhất là phù hợp cho anh chị nhà đầu tư đánh ngắn hạn thôi, và anh chị nhà đầu tư tận dụng được cái biên độ thanh khoản cũng như sức nóng, cũng như là đặc biệt những cái đội mà short sale và cái đội long, hai đội đó người ta đã đánh nhau thì nó phù hợp cho anh chị chúng ta giao dịch ngắn hạn hơn là cái việc mà anh chị ta mua cái vùng này anh chị để dài. Vì cái vùng này em đánh giá là không phải cái vùng để anh chị mua và nắm giữ dài đối với cổ phiếu, mà cái vùng này là cái vùng để anh chị ta giao dịch ngắn hạn. Anh chị ta giao dịch nhanh thì mức độ thành công của anh chị nó sẽ ok. Ví dụ về quan điểm cũng như là hành động của mình trong ngày hôm nay là gì, đó là mình bán cả ngày hôm nay, mình bán từ đầu phiên mở phiên ra cổ phiếu nó nhích lên, các cổ phiếu bước lên là mình bắt đầu bán rồi. Vì sao ạ? Bởi vì nếu anh chị ta coi kỹ, em có nói với anh chị nhiều từ rất nhiều về chiến lược của mình, có hai cái chiến lược. Một là chiến lược là mình đánh những cổ phiếu chủ chốt, nó khoảng 5 7 mã, 5 mã, 4 5 mã gì đó. Thì chia ra trên anh chị nhà đầu tư thì anh chị cầm mã này, anh chị cầm mã khác, nhưng mà mình có khoảng 5 mã cổ phiếu là mình đánh chủ chốt. Và mình có rất nhiều mã cổ phiếu chúng ta đang ngắn hạn, và các cổ phiếu đang ngắn hạn thì khi anh chị có lời anh chị phải chốt ngay. Để làm gì? Thứ nhất để chúng ta tìm những mã cổ phiếu khác khỏe hơn trong những cái nhịp điều chỉnh phía sau. Cái thứ hai là quan điểm của mình là thị trường chúng ta quan sát vào phiên sáng nó không vượt được 1.250 thì bắt buộc mình phải hạ thì trọng cổ phiếu. Ví dụ như DIG hôm nay nhú lên vùng 27 28.7 là mình bán ngay. Nhú lên bán ngay mặc dù mình kỳ vọng nó nằm ở 29.5 30. Vì các điểm mình giao dịch ở thời điểm hiện tại là các vị thế ngắn hạn, nên là khi cổ phiếu có yếu tố ngắn hạn là mình phải bán. Và chúng ta bán ngắn hạn nó có hai thứ: một, chúng ta bán xong cổ phiếu lên tiếp không phải là vấn đề; hai là chúng ta bán xong cổ phiếu nó rớt, thì đó là một trong những cái điểm rất tốt để anh chị có một cái phần vốn để anh chị cover lại trong quá trình mà cổ phiếu có yếu tố điều chỉnh trong giai đoạn phía sau. Vì thế trong giai đoạn này quan trọng nhất đối với thời điểm mà thị trường ta rung lắc mạnh ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là thanh khoản đang cao và sức nóng của thị trường lớn, thì cái mà anh chị cần làm là cần phải xác định ra một cái chiến lược. Chiến lược đầu tiên là gì? Chiến lược đầu tiên chúng ta là sẽ thí dụ như chiến lược của mình đi, thì mình cũng chia tiền của mình đánh giống như anh chị nhà đầu tư bên mình luôn. Một là mình phải đánh một số cái tỷ trọng chúng ta đánh chủ chốt, chúng ta vẫn nắm giữ và không giao dịch đối với những mã cổ phiếu đó. Còn đối với những mã cổ phiếu mình giao dịch ngắn hạn thì khi chúng ta mua được thì chúng ta phải bán được. Ví dụ trong giai đoạn vừa qua thị trường nó nghi ngờ mình tham gia rất nhiều các mã cổ phiếu, thì lúc này thị trường chúng ta rõ ràng rồi, mình sẽ canh hạ tỷ trọng các mã cổ phiếu đó khi chúng ta có đủ một cái biên lợi nhuận phù hợp. Đó là cái quan điểm đầu tư cũng như là các yếu tố tham gia của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nên chúng ta lưu ý nha. Đây là một trong những cái khuyến nghị cá nhân của hệ thống bên mình trong ngày hôm nay để mình sau cho anh chị nhà đầu tư xem. Đầu tiên là mình đánh giá là phiên qua thị trường ta có một phiên úp nó bứt lên rất là tốt và đang đi đúng kịch bản hệ thống hướng về cho anh chị là tổ chức người ta cầm vị Thái Long, và thị trường nó vẫn sẽ kéo giá. Lúc này thị trường đang chạm cái đỉnh cũ và tiến vào cái biên 1.250 1.260 với thanh khoản lớn để ăn thêm một nhịp nữa trước khi thị trường ta rơi vào một nhịp điều chỉnh khoảng 2 tới 3 tuần. Thì mình timing đâu đó khoảng cỡ thứ 6 tuần sau thị trường ta bắt đầu một bước vào một cái nhịp điều chỉnh, và trong giai đoạn đó anh chị nên nghỉ ngơi. Lưu ý nha. Vì vậy hệ thống vẫn tư vấn mua các mã đủ điều kiện ở các phiên trước và vẫn nắm giữ theo cái tiêu chí ngắn hạn. Chiều nay 100% thì các mã cổ phiếu của hệ thống nó sẽ khả dụng. Anh chị ta lưu ý biên độ của một mã cổ phiếu mà ta đánh ngắn từ 5 tới 13% là đạt target ngắn hạn đối với các mã cổ phiếu chiến lược ngắn. Phiên này mình sẽ tư vấn chốt lời các mã cổ phiếu đạt biên độ phù hợp để co gọn danh mục và tiếp tục chọn hàng phân hóa cho nhịp tới. Tức là đầu sáng mình đã nói với anh chị nhà đầu tư về kịch bản và chiến lược như thế này ở bên mình. Hôm nay khả năng sẽ đến nhóm chứng khoán sẽ bứt tốc theo nhận định của mình là thứ hai là bắt với SSI để ăn thêm một nhịp vào thứ tư. Anh chị có SSI là cứ nắm giữ ha. Sáng nay mình sẽ bổ sung thêm 3 mã để đánh ngắn, một là con VD vùng giá 215 cộng trừ 2 line, hai là con SBS vùng 808 cộng trừ 2 line và con VCG vùng giá 26.6 cộng trừ 2 line. Thì bên mình hôm nay tham gia mới 3 mã này. Có VD. Con này lên nè, rủ tết cung vốn thấp. Đây là những cái điểm tết cung ok thì phiên hôm sau mình lấy. Thì khả năng sáng mai nó sẽ có yếu tố bị lỗ nhẹ về cái vùng gap này, nhưng mà chung quy năm giá hàng về anh chị sẽ ổn. Trước mắt là dòng tiền những con này đóng vẫn xanh, nó vẫn sẽ ok chưa đâu. Cái trend nó vẫn còn lên và đang có yếu tố bứt lên như thế này nó vẫn được. Chúng ta có SBS này, những con này bứt lên này, đi nền tích lũy có yếu tố rũ bỏ này, có yếu tố tết cung này, đặc biệt tết cung volume thấp như thế này này, dòng tiền nó vào rồi thì đây là những cái điểm mua. Hôm nay mình mua trong cái vùng này khoảng giá 8.9, mà nói chung là nó chưa xấu và cái yếu tố vấn đề này cổ phiếu vẫn còn ổn và nằm trong một cái biên cổ phiếu tích lũy, tức là nó về được cái vùng hỗ trợ, tức là những cái điểm mua này nó tương đối an toàn trong ngắn hạn. Tiếp theo cổ phiếu là VCG này. Hôm trước mình bán con này vùng giá 28 và hôm nay mình quay lại mình mua sau khoảng 2 tuần. Mình đứng ngoài con này quan sát nó tích lũy, có yếu tố đỡ cung, có yếu tố rút chân, có yếu tố rũ bỏ và bắt đầu cân bằng quanh cái vùng giá 26.5. Thì hôm nay mình khuyến nghị anh chị nhà đầu tư lấy vào cái vùng giá 26.6. Con này nếu mà yếu thì nó bứt đỉnh thành công. Yếu thì nó test đỉnh, hay là mạnh thì nó bứt đỉnh thành công. Nhìn chung con này nó chưa gặp áp lực bán quá lớn và đặc biệt nó hấp thụ tốt quanh cái vùng này với khối lượng thấp. Đây là một trong những cái điểm mình lưu ý anh chị nhà đầu tư tham gia lại. Đối với VCG, anh chị tham gia mới ba mã cổ phiếu này, bất cứ có giá nào trong phiên mà nó có cái biên khuyến nghị này chúng ta cứ lấy và mình sẽ thêm mới vào danh mục đánh ngắn và chuẩn bị chờ bán các cổ phiếu sẵn có.
Các cổ phiếu mà mình tư vấn bán thì mình sẽ tư vấn cụ thể trên từng mã cổ phiếu luôn. Chúng ta lưu ý nhé, bởi vì quan điểm mình là đánh ngắn thì chúng ta không nắm giữ lâu dài thì chúng ta không thể chấp chỉnh được. Vì sao? Chúng ta đánh ngắn ta vào được những cái điểm tốt, ta có lãi ta có ra. Ví dụ sáng nay bắt đầu ra con đít vùng giá 287 và 29, trong biên này hệ thống sẽ bán chút lời. DG hôm nay nhú lên 20 đầu phiên mà anh chỉ thấy 9 giờ 27 phút là mình đã bắt đầu bán rồi. Đó là quan điểm của mình, là hôm nay là ngày để mình bán chút lời những hàng cổ phiếu tích cực. Thế thôi, đó là những mã cổ phiếu đánh ngắn, đặc biệt nó đủ biên lợi nhuận là mình ra. Thứ hai là cổ phiếu DSS bên 11.95 và 12 là mình bán luôn. Ba SSI là giữ hay không thì tùy anh chị nhà đầu tư, nhưng mà mình sẽ chốt lời cái vùng giá 30.1 và 30.2. Theo đúng target là mua thứ hai và thứ tư, thứ năm sẽ bán, cắn được hai giá là ok. Còn con này nó vào trên hay không sẽ phải tùy vào cái yếu tố vận động vào ngày mai. Tiếp theo chúng ta thấy anh chị bán chốt lời CUG vùng 15.6 15.8. Bán luôn vùng này. Nói chung bán là mình tìm mã khác, con này cầm nó lâu á, mặc dù đánh ngắn thôi. Anh chị lưu ý là 22 tháng 8 á, thì VPS sẽ hạ tỷ lệ cho vay 40 mã cổ phiếu biên độ từ 5 tới 10%. Đa số là các mã cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và đầu tư công. Các cổ phiếu trụ banh và thép thì nó không có, nên ta lưu ý. FPT mình chốt lời luôn, cái vùng hôm nay về giá 87 đó mình chốt luôn. Nay hàng T cộng về lại khoảng 4 giá là hệ thống chốt lời. Chứ FPT hôm trước mình bắt hàng ở đây nè, giá 82.583 thì hôm nay lên 86.587 là mình chốt lời. Còn con này lên tiếp kệ đó, quan trọng nhất là mình đưa ra tiêu chí chốt lời ngắn hạn thì mình cái chốt là đánh ngắn thì mình vẫn đánh ngắn nha. Chúng ta có bao bán chốt luôn giá 14 là C, bán luôn 22.35. Chiều thì mình bán một số mã như HBG, SHB, BIDV, Techcombank, Vinamilk, bán giá ATC. Mình kỳ vọng chiều nay kéo nhưng bị bể rồi, mình tạm bán thu tiền và mình sẽ chờ những cái mã cổ phiếu khác. Và đây là các mã cổ phiếu còn lại ở bên mình. Hiểu mình còn là 14 SBS, VCG, BBC, MWG, VND. Những con này mới lấy. Nói chung là còn 3 mã mà cũ và còn 3 mã mới. Còn đây là các cổ phiếu mình chủ chốt thì mình vẫn lóc nó ở đó. Có những mã lãi, có những mã lỗ thì cái lóc nó ở đấy, chưa phải là cái yếu tố vấn đề. Vì các mã cổ phiếu này đều là những cổ phiếu mới mua và chưa vi phạm gì cả. Ví dụ vi băng lên thì mình vẫn không bán. MSB giảm đi cũng không bán, là BSR giảm cũng không bán luôn. GMNF giảm cũng không bán, BVS cũng không bán, cứ nắm giữ, bởi vì quan điểm mình là thị trường vẫn còn những cái nhịp chơi được. Và đây là toàn bộ những mã cổ phiếu mình chốt lời trong ngắn hạn. Có T từ 10, có từ T2, T3 cho tới T10, T11 vẫn có. Đây là toàn bộ các mã cổ phiếu mình đóng này. Ví dụ DIX mình đã lời được khoảng gần 12%, DXL được khoảng 4%. Chúng ta có SSI lời được khoảng gần 8%, T3. C4G lại được 8%, FPT lại được 5%. Có bao lại 5%, chúng ta có C lại 5%. Đây là các cổ phiếu đánh ngắn. Mà đánh ngắn thì quan điểm là từ 5 tới 3% là chốt. Còn những mã cổ phiếu như HBG, SHB, BIDV, Techcombank, những con này là hôm nay gặp áp lực chung của thị trường là bắt buộc phải hạ tỷ trọng ra để mình chờ đợi những cái điểm phía sau. Nói chung không lỗ là ok về quan điểm đánh ngắn. Vinamilk có được khoảng 1,38%. Nói chung các cổ phiếu đánh chốt lời đánh ngắn thì mình vẫn cần phải là xử lý sao cho nó phù hợp, bởi vì quan điểm mình là giai đoạn này là giai đoạn phù hợp cho anh chị nhà đầu tư đánh ngắn, chứ không phù hợp cho anh chị nhà đầu tư chúng ta không nhanh nhạy trong vấn đề giao dịch. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc này thị trường sẽ giao dịch một cái biên rất là ok. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà nó tăng nó sẽ tạo ra một cái biên lợi nhuận rất là lớn. Và đặc biệt là trong lúc nó điều chỉnh giảm điểm nó sẽ tạo ra những vùng chiết khấu rất là ok trong ngắn hạn. Và đó là một trong những cái thời điểm anh chị có thể đánh ngắn được đối với các mã cổ phiếu. Nên chúng ta phải lưu ý đối với các dạng vận động như thế này của thị trường. Còn thị trường này có ok hay không thì quan điểm của mình thị trường vẫn sẽ ok. Trong cái giai đoạn chiết là ngày mai thị trường sẽ có yếu tố rút chân, và khả năng đối với một quán tính như thế này thì thị trường ta sẽ về quanh 1.220 xuyên thủng cái này nó sẽ có yếu tố phục hồi đi lên. Nên chúng ta lưu ý tức là nó sẽ kích bán quanh cái vùng này và sau đó nó sẽ tạo cái yếu tố rút chân. Chúng ta lưu ý là quan điểm mình là thí dụ như hôm nay mình bán ra và hạ tỷ trọng rất nhiều các mã cổ phiếu thì khả năng ngày mai mình sẽ quay lại mình mua. Bởi vì tiêu chí đánh ngắn thì khi chúng ta bán được thì mai mốt mà nó điều chỉnh giảm lại chúng ta sẽ quay lại chúng ta lấy vào. Lưu ý nha, hôm nay mình hạ tỷ trọng nhiều mã cổ phiếu thì ngày mai mình sẽ chờ canh cái vùng 1.220. Khi mà thị trường ta đỡ cũng ok, chúng ta sẽ chọn ra những mã cổ phiếu tốt để chúng ta tham gia tiếp tục những cái vòng đánh ngắn trong giai đoạn sau. Còn lúc này thị trường ta sẽ có từ hôm nay cho tới thứ sáu tuần sau, chúng ta có thể chơi được với thị trường, và sau thứ sáu tuần sau thị trường ta mới bắt đầu thực sự gặp áp lực lớn. Để chúng ta lưu ý đó là yếu tố timing và quan điểm cá nhân của mình. Bởi vì hôm nay mình nhìn nhiều mã cổ phiếu nó vẫn có yếu tố lực đỡ, ví dụ HBG hôm nay vẫn có lực đỡ. Nhưng mà vì sao vẫn phải hạ tỷ trọng? Bởi vì cái áp lực quanh những cái phiên T cộng hàng ở đây về, nó có thể kéo về lại cái vùng giá 27.4 27.3, nó sẽ đe dọa cái phần vốn đánh ngắn của mình và nó làm cho cổ phiếu này rất dễ rơi vào trạng thái là mình bị hòa vốn ngắn hạn. Mà nó hòa vốn ngắn hạn thì nó sẽ bị ngược với cái yếu tố tiêu chí. Chúng ta lưu ý nha, FBG nó vẫn đỡ ok. Và nó hoa sen là những con này nó về tới cái vùng hỗ trợ dưới nó sẽ có yếu tố phục hồi. Ví dụ đây là những cái điểm anh chị ta đánh ngắn là về giá 19.2 đánh bứt lên luôn. Ví dụ ngày mai mà thị trường nó dí xuống, các cổ phiếu nó giảm xuống là mình sẽ quay lại mình mua vào. Vì thế là lúc này thị trường ta sẽ tạo ra rất nhiều cái yếu tố biên độ, mà biên độ như thế này cực kỳ phù hợp với anh chị nhà đầu tư đánh ngắn. Ví dụ VCG hôm nay đâu giảm mạnh đâu, vẫn đỡ tốt, mình mua 26.6
Hôm nay có lúc nó bước lên khoảng 27 chấm ít, 27.5, lời luôn gần một giá ăn phiên, nhưng mà đóng cửa như này vẫn bình thường, vẫn đỡ quanh những vùng hỗ trợ tốt, và đây vẫn là trong những cái vùng mà có lực mua lên rất là ok. Nên anh chị chúng ta lưu ý nha. Vì thế đối với quan điểm của mình ở thời điểm hiện tại ấy, thì các cổ phiếu nó sẽ tùy, ví dụ con ta như thế này là không mua được. Ở ông ta như thế này là nó gãy rồi, ấp thớt rồi, bị bán volume lớn rồi, kết thúc câu chuyện rồi. Thì thị trường này nó sẽ có những cái con xấu, nhưng mà một số con nó điều chỉnh để cho anh chị chúng ta tham gia. Vì thế nếu anh chị nào chúng ta nắm một số mã cổ phiếu ok thì anh chị cứ nắm giữ bình thường, còn lúc này anh chị nào giao dịch nhanh, giao dịch ngắn hạn là nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì nó sẽ tạo ra được cái biên lộ và chiết khấu, cũng như là những cái điểm mà nó rủ, nó wash out nhà đầu tư ra ngoài thì anh chị lấy vào. Nhà anh chị chúng ta lưu ý một số cái yếu tố quan điểm cá nhân nha. Thị trường này nó sẽ có một vòng đi vòng lại vài vòng ở đây nữa trước khi nó xuất hiện những cái cây bật rất cao lớn, nên quan điểm của mình là chưa đâu, anh chị cứ cứ thoải mái đối với các mã cổ phiếu, đã trừ một số mã cổ phiếu gãy thì anh chị nên xử lý. Ví dụ ta nè, anh chị nếu mà cổ phiếu anh chị cầm nó xuất hiện giống con này nè, giảm trên 5% với khối lượng cực đại, thì đối với những mã cổ phiếu ra phục hồi căn cơ cấu, ví dụ FRT này, anh chị ông giảm khối lượng cực đại này, phục hồi lên cơ cấu này, đừng có chờ, không có chờ. Nếu mà nó bán volume thấp thì còn được, cho nó bán volume cao thì thôi ra đi, lực kẹp trên rất nhiều. Thì rất nhiều mã cổ phiếu này mình thì không thể nào soi hết các mã cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư được, nhưng mà quan điểm mình thì sẽ có rất nhiều mã cổ phiếu chiết khấu, và ngày mai mình sẽ canh mua. Ví dụ con Đức đi chẳng hạn, con DG đi, con này thì mình bán giá 28.7, sáng có giá 28.75 đi, bắt đầu lên đây rồi, mở phiên sáng là mình bắt đầu khuyến nghị anh chị nhà đầu tư bán Đức luôn, đang tăng 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 bán luôn, đúng không? Mình sẽ chờ con này lấp lại cái gap này 26 chấm ít, ví dụ ngày mai nó rủ xuống khoảng cỡ 3-400 vào lấy luôn, ví dụ mà nó giảm được. Còn nếu nó không giảm được mình tìm hàng khác, khi nào đạt chiết khấu mình vào đánh ngắn hạn nha. Người ta lưu ý, vì thế là đối với mình đó, trong giai đoạn này anh chị lưu ý đánh ngắn hạn đó, thì anh chị nên lưu ý những cái mã mà đang có dòng tiền, bất động sản là Đích nè, DG nè, Sale nè, Novaland nè, chúng ta có gì chúng ta có BDR này. Tùy vào khẩu vị của anh chị chọn con nào. Còn quan điểm của mình thì có thể canh con Đích và con DG trong ngày mai, hoặc là con Sale ví dụ giảm mạnh thì cũng có thể lấy, ví dụ L14 mình vẫn cầm và chưa bán đối với cổ phiếu này. Con này khi nào sàn thì mới bán, còn nếu mà nó lên chỉnh như thế này bình thường, có thể ngày mai nó hấp thụ hàng nhà đầu tư chút lời đó là tiếp tục lên tiếp. Vì thế đối với mã cổ phiếu này mình mua ở cái vùng giá tốt đâu đó khoảng giá 48 49 thì mình vẫn nắm giữ bình thường. Người ta lưu ý còn cái nhóm ngân hàng nó đỡ rất ok nha. Vì thế là anh chị nào có ngân hàng giai đoạn này nó sẽ yên bình hơn, bởi vì chúng ta sẽ không chịu quá nhiều cái yếu tố lực. ACB này, quanh quanh cái vùng giá này thôi, nhìn thế thôi chứ còn biên độ nó không có nhiều đâu. Ta có BIDV này, con này mình mua cây này nè, kỳ vọng lên giá 49 nhưng mà hôm nay tăng yếu như thế này bán ra để dành tiền cho cơ hội khác. Người ta có CDG này, con này hôm nay vẫn đóng xanh tốt cái gì đâu, bản chất nó vẫn lên, dòng tiền nó vẫn vào, không phải là cái yếu tố vấn đề. Ta có EIB thì con này chỉnh về 24 bình thường, đây là cái yếu tố hỗ trợ cổ phiếu lên chỉnh bình thường anh chị nhà đầu tư chưa xấu. Người ta có Liên Việt là con này vẫn đóng xanh này, sideways đi lên tạo vòng cung hướng lên, đúng không? Vì thế đối với những mã cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm hiện tại nhìn chung nó không gặp quá nhiều cái yếu tố áp lực. Người ta có MB này, những con này loanh quanh cái vùng giá 19 nó đã gãy đâu, loanh quanh cái nền này chưa gặp yếu tố áp lực bán lớn. Khi nào nó chọc một cây á, kết thúc quá trình đi ngang á, tức là giai đoạn này nó sẽ phân phối trong quá trình đi ngang, thì nó phải có một cái tín hiệu gọi là xác nhận bởi cái phiên bật rất cao xuống với khối lượng lớn trong nhả. Còn đối với những mã cổ phiếu này bình thường nó không tạo ra biên độ để chúng ta đánh ngắn, vì thế chúng ta có chúng ta nắm. Đó là lý do vì sao mình nói với anh chị nhà đầu tư là giai đoạn này phù hợp với cho anh chị nhà đầu tư đánh biên, lên biên trên chúng ta bán, xuống biên dưới chúng ta lại quay lại chúng ta cover. Chúng ta có MSB này, những con này nó chỉ là đang đi ngang tích lũy và loanh quanh cái vùng giá 14 chưa xấu cũng chưa tốt, kể cả mình đang nắm con này mình đã bán đâu, lỗ một phẩy mấy phần trăm bị đâu phải xử lý, khi nào nó bị bán volume lớn tính tiếp nha. Tại SHB này, con này tích lũy lâu quá hạ ra để chọn những cái mã khác, chứ không phải là con này nó xấu mình bạc, con này nó không có xấu nhưng mà mình nghĩ là mình phải hạ tỷ trọng ra, mình tìm những cái mã cổ phiếu nhanh hơn thế thôi. Ta có STB, con này chỉnh chỉnh nhẹ nhàng, khối lượng thấp có gì đâu, trend nó vẫn tăng, có nắm giữ bình thường. Ta có tất băng đi, con này cũng chỉnh volume thấp ở thôi, nhưng mà hôm nay bắt buộc phải hạ ra để tìm những mã cổ phiếu khác, bởi vì quan điểm mình là con này đang ngắn nha. Ta có VB, con này trước lên là nay test lại cái đỉnh này, chỉnh lại khối lượng thấp bình thường, cứ nắm giữ thôi, chưa lộ ta cứ nắm giữ bình thường. Còn con nào có lãi thì cái nguyên tắc là chốt lãi không bao giờ sai, nên chúng ta phải lưu ý có những cái nguyên tắc trên thị trường. Vì thế là cái việc mà chúng ta bán chốt lời cổ phiếu, chúng ta quay lại chúng ta tìm những mã cổ phiếu khác, hoặc là chúng ta sẽ tìm những cái biên độ khác nó sẽ phù hợp với anh chị nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại hơn. Ta có chứng khoán này, ví dụ hôm nay mình bán chốt lời RSI vùng giá trên 30, thì ví dụ như ngày mai con này nó về giá khoảng vùng 29.3, 29.2, quay lại cái vùng giá gap ở bên dưới có thể mình quay lại mình lấy. Ta lưu ý nhé, những con này nó vào tiền như thế này nó chưa kết thúc ngay đâu, nó còn một số phiên giao dịch nữa. Chúng ta có SHS đi, những cái này chỉnh về 16 anh chị có thể lấy được nếu anh chị thích, nhưng mà nếu mình thì mình sẽ canh SSI.
Transformer đấy chẳng hạn, những con này thì đánh hơi cực và cái cách đánh của nó cũng hơi là khó chịu, vì cái nền là nó không có cái yếu tố vực trội, lên là gặp áp lực, lên là gặp áp lực. Nhưng mà chung quy con này ngày mai mà nó về lại vùng giá 30 cũng có thể lấy ngắn được, vì mình đánh giá dòng tiền nhóm chứng khoán nó đang có yếu tố xu hướng vào lại. Mà xu hướng vào lại cái nhóm chứng khoán như thế này thì chúng ta có thể đánh về biên dưới, tức là cổ phiếu nó giảm về biên dưới chúng ta lấy, mà bứt lên biên trên chúng ta bán ra. À, lưu ý nha, HCM này, VD này, con này có thể lấp gáp ở đây. Anh chị chưa có hàng là có thể lấy cũng được, sao hết kiểu gì nó sẽ quay lại test cái vùng giá 22. Người ta lưu ý nha, vì cái quan điểm mình là thị trường này còn chưa được, chưa chết đâu. Ta có HBG này, đối với những mã cổ phiếu này nếu nó quay về lại cái vùng giá dưới, test lại cái vùng giá 27.3 thì sẽ ok, hoặc là Hoa Sen này. Con này nếu nó rủ khoảng cỡ 6 like, tương đương khoảng cỡ 3% là có thể lấy được. À, lúc này anh chị ta cầm tiền, ta sẽ lưu ý những cái lúc mà cái lực cầu quanh những cái thời điểm này năm đánh giá sẽ nhiều. Thì theo quan điểm của mình thì ngày mai mình sẽ ngồi canh xung lực trong phiên, sẽ canh cho anh chị nhà đầu tư chúng ta vào lại hàng nữa, thị trường ta xuyên thủng qua 1.220, tạo độ chiết khấu ngắn hạn để chúng ta tiếp tục đánh ngắn. Còn như mà cổ phiếu mình đánh mà theo xu hướng là chủ chốt đánh đánh chưa có điểm bán thì mình vẫn nắm giữ bình thường nha. Ta có 5 kim này, con này mà rủ vào cái vùng giá 19, tức là nó phải bay còn cỡ một giá hoặc là 7 like ấy, thì nó mới đạt chiết khấu, còn nếu không thì thôi ăn không được biên đâu. Vì thế là mà quan điểm mình là lúc này có một số mã đầu tư công, ví dụ CI hôm nay mình bán 2235, ngày mai nó giảm một cái về 245 mình sẽ cover, cover lại luôn. Ta có VCG này, những con này thì Nam nghĩ là nó vẫn sẽ ok nên khả năng nó không giảm đâu, anh chỉ có ta cứ nắm nhé. Ta có LCG thôi, những con này nó hơi lỏng rồi bỏ qua đi. LCG này, FCN này, lên trên này bứt thoát cái vùng giá 18 thành công thôi, nói chung là đánh ngắn hạn thì nó lại về cái vùng 17, nó lên lại về 17 nó sẽ tiếp tục nhú lên. Vì theo quan điểm của mình thì những con này nếu bứt thoát cây này không thành công thì thôi bỏ qua, chọn hàng khác nó sẽ tốt hơn. Dầu khí thì mình thấy nó bình thường, ví dụ BR quanh quanh đây chưa xấu. Chúng ta có con gì BBD vẫn loanh quanh cái vùng giá dưới 25 năm và 26 năm, chưa có gì biến cố lớn. BVS này hôm nay quay lại cái vùng nền dưới giá 34 cũng là bình thường, chưa có yếu tố gì đó quá xấu, anh chị có thấy cái nắm giữ nha. Tiếp theo có gì, chúng ta có phân đạm, ta có đạm Cà Mau này, hôm nay nó sẽ quay về lại vùng giá 32, nhưng mà con này em nghĩ không phù hợp và đánh ngắn. Đạm Phú Mỹ này, những con này nếu mà nó rủ mạnh thì chúng ta đánh ngắn được, thí dụ rủ về thủng 40 thì mà đánh ngắn, còn nếu mà nó rủ trên 40 thì không ăn biên, lưu ý nha. Bất động sản ok nè, sale nè, con này rủ xuống anh chị lấy giá nào cũng được, kiểu gì nó sẽ quay lên 26 nha. Ta có DIG này, những con này nó rủ vào là cái vùng chân giá khoảng 26 chấm ít mình quay lại mình mua ha. Ta có DSG này, những con này nếu nó rủ về cái vùng giá khoảng tức là thủng 20 về 19.7 mình sẽ quay lại mình lấy đối với DSG, chúng ta lưu ý nha. Ví dụ L14 mình vẫn cầm thì chưa bán thì thôi, con này thì không tư vấn điểm mua, mình đang cầm hàng là anh chị mua vào nó cũng không ok. Khu công nghiệp nè, ta có GVR này, những con này Nam đánh giá nó cân bằng tích lũy nền dưới một khoảng thời gian, chưa lên được đâu, chưa lên được. Những con này bị bán một cây này khối lượng nó hơi to và đặc biệt nó có xu hướng bị gãy hơi nặng so với những dòng cổ phiếu khác. Dù KBC này, đối với những mã này thì lên đây gặp kháng cự, gặp kháng cự thì phải về test đáy, nó có một đáy nó không phải test là cái đáy này, test đáy này thành công á thì nó quay lên lại, mà nếu nó test đáy thất bại thì nó phải xuống. Vì thế đối với những mã cổ phiếu này khi cổ phiếu phục hồi đi lên gặp kháng cự thì cái đầu tiên quan sát hoặc là chủ yếu là cho anh chị chúng ta đánh ngắn, chứ không phù hợp cho anh chị chúng ta ly mới nha. Tiếp theo thủy sản này, người ta có ANV. Nói chung mấy con thủy sản này cũng phải đánh giá một chu kỳ khác, ở thời điểm hiện tại thì nhìn nó không được ok, nên là mình đánh giá dòng tiền thông minh đầu cơ nó còn chưa vào cái nhóm này nên chúng ta chưa đánh, sẽ phải chờ một cái dòng tiền vượt trội hơn của nhóm này là mới chú ý sau. À, chúng ta lưu ý ví dụ ông trụng này mình bán chút lời FPT, hôm trước mình nói là những con này rủ liên tục nè, lên vùng giá 85 nè, rủ một phát về 82 bước lên, thì đây là những cái biên độ để mình có thể ăn trong ngắn hạn. Còn những con này mình đánh giá sẽ ok vì dòng tiền hôm nay vào khá lớn, ví dụ ngày mai con này rủ một phát về lại giá 84 có thể quay lại lấy, ví dụ như vậy rủ lại hai giá thì có thể quay lại lấy đối với FPT, con này vẫn sẽ ok, dòng tiền đang vào ta có thể chơi được. Hôm nay có MN thì con này nó cân bằng biên dưới, kiểu gì nó sẽ quay lên test cái đỉnh này là nó mới rơi, lúc đó thị trường ta mới gặp cái yếu tố điều chỉnh. Vì thế mình tham minh là thị trường ta vào thứ sáu tuần sau mới bắt đầu là chúng ta phải hạ nhiều tỷ trọng, còn lúc này nó sẽ phù hợp cho anh chị nhà đầu tư dùng tỷ trọng ta chốt lời ngắn hạn và chúng ta đánh đánh ngắn hạn. À, chú lưu ý nha. Vì thế đối với các mã cổ phiếu trên thị trường ở thời điểm hiện tại thì quan điểm mình nha, nếu mà ngày mai thị trường ta xuyên thủng 1.220 nó sẽ nhanh phục hồi, còn nếu mà nó không xuyên thủng 1.220 á thì nó cũng sẽ có yếu tố phục hồi luôn, bởi vì kiểu gì xuống dưới là nó sẽ có lực cầu, mà lực cầu nó sẽ kéo cổ phiếu đi lên lại và thị trường sẽ cân bằng biên trên. Nhưng mà như thế nó sẽ không tạo ra được nhiều biên độ, mà nếu không tạo ra nhiều biên độ cho cổ phiếu á thì mình cũng sẽ cầm nắm những cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, tức là chúng ta phải chờ được cái yếu tố chiết khấu đúng hoặc là chiết khấu phù hợp để làm sao để trong trường hợp mà cổ phiếu có yếu tố bùng nổ là phục hồi thất bại á chúng ta sẽ hòa. Nên chúng ta lưu ý đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân của mình về thị trường, và nói chung là mình nói nhiều về các yếu tố hành động để cho anh chị chúng ta nắm bắt.
Còn cái việc mà anh chị chúng ta nắm giữ cổ phiếu, em cũng nghĩ là anh chị chúng ta chưa nên hoang mang đâu. Thị trường còn ok, đặc biệt là bên dưới của nó cầu vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như mình ở thời điểm hiện tại là một lực cầu tiềm năng khi thị trường ta suy tới những cái vùng chiết khấu phù hợp. Còn nếu thị trường ta không về vùng chiết khấu phù hợp thì mình cũng sẽ không lấy. Còn khi nào chiết khấu đúng thì mình chơi, ví dụ như con đít này, ví dụ đây đi, con này giảm 27 có thể lưu ý lấy, hoặc là DSG đấy, con này xuyên thủng 20 nó về khoảng 19.7 nó có thể lao vào chúng ta lấy được, kiểu như nó sẽ quay lên nó test và nó sẽ tạo ra cái biên độ đó cho chúng ta chơi. Còn ví dụ ngày mai nó giảm với 20 bật lên thì thôi, nhưng anh chị nhau thứ khác. Còn mình đã chốt lời một số lượng cổ phiếu ngắn hạn rồi và đang chơi cầm những mã cổ phiếu chủ chốt, tức là hạ thì trọng và cầm một phần tiền, một phần hàng. Cái quan trọng nhất chúng ta sẽ lưu ý cái vùng chiết khấu của cổ phiếu trong những cái phiên sắp tới. Còn lúc này thị trường chúng ta xuyên thủng nhanh thì nó sẽ lên nhanh hơn và tạo ra biên độ tốt hơn. Còn nó đi rù 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 khoảng cỡ 1-2% rồi các yếu tố phục hồi thì lúc đó thị trường sẽ đánh rất là chán và nó sẽ sideways một khoảng thời gian trước khi nó gặp áp lực lớn. Nên quan điểm của mình là đây vẫn là hai cái vùng mà tổ chức người ta đánh nhau giữa bên bán và bên mua, và thông tin nó liên tục bung ra đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì cái quan trọng nhất của anh chị nhà đầu tư là cái tận dụng cái biên độ của thị trường như là tâm lý ở thời điểm hiện tại để chúng ta kiếm lời, chúng ta lưu ý nha. Vì thế đối với những anh chị nào nhà đầu tư chúng ta thấy quan điểm nó phù hợp với quan điểm đầu tư của hệ thống thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới cái video này. Nó có cái phần mô tả là các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm. Còn mua cổ phiếu nào thì chúng ta phải chờ và xung lực vào ngày mai. Còn nhìn chung với cái quán tính này thì kiểu gì thị trường ngày mai nó sẽ có yếu tố điều chỉnh, tức là giảm nhiều hay giảm ít thôi. Ví dụ giảm ít thì thôi chúng ta không mua, còn giảm nhiều chúng ta sẽ quay vào lại chúng ta lấy luôn. Chúng ta lưu ý đó là một số cái yếu tố quan điểm cá nhân về thị trường ha. Ok, thì cũng cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ Nam ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự phục hồi lại thị trường ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.